Bạch sư cho con hỏi là cái giới về không nói dối á. Thì trong trường hợp mà khi mà mình bị điều tra hoặc là tra hỏi á, thì buộc mình phải nói thật. Nhưng mà khi mà mình nói thật thì sẽ ảnh hưởng đến người khác và có hại cho người khác. Thì khi đó mình sẽ chọn cái việc là im lặng. Như vậy thì việc im lặng mình có bị phạm giới hay không ạ? Dạ, câu hỏi thứ hai con xin hỏi. À, hỏi từ từng câu thôi. À, cái việc im lặng á, thì nó không có phạm giới. Chỉ đơn giản thế thôi. Còn cái hậu quả ở trong đó thì quý vị tự gánh chịu. Tại vì cái tất cả các cái hành động có chủ ý, tác ý nó đều tạo ra nghiệp. Tức là việc chúng ta chủ ý im lặng hay là chủ ý nói, nó đều tạo ra nghiệp. Điều quan trọng là chúng ta nói cái gì và cái chủ ý chúng ta nó là gì. Dạ con kính tri ân.